trầm ý kiến trái chiều và thậm chí là cảnh báo cứng rắn từ nga tổng thống pháp emmanuel macron những tháng gần đây liên tục khẳng định pháp không loại trừ khả năng đưa quân đến hỗ trợ ukraine nhà lãnh đạo pháp gửi thông điệp đến các đồng minh phương tây trong một bài phát biểu trên truyền hình vào tháng trước ngày nay để đạt được hòa bình ở ukraine chúng ta không được yếu đuối những kế hoạch như ý tưởng đưa quân vào Ukraine có nguy cơ khiến xung đột Ukraine leo thang đáng kể, song dường như đều bắt nguồn từ đánh giá tình hình rất chân thực rằng Ukraine đã bắt đầu mất lợi thế trên chiến trường. Sau hơn 2 năm xung đột ở Ukraine, mục tiêu chính của Kiev là quay trở lại ít nhất là đường biên giới năm 2022, dường như ngày càng khó trở thành hiện thực. Ukraine đang đối mặt với mối đe dọa tồn vong có thể so sánh với tình hình ngay khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, một điều khác là tình hình hiện nay sẽ khó có chuyển biến tích cực như trước kia, ít nhất là trong tương lai gần. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Zizky, không chỉ các điều kiện dọc tiền tuyến trở nên tồi tệ hơn đáng kể, mà nguy cơ Ukraine thua Nga cũng đang được thảo luận công khai bởi những người như cựu chỉ huy Bộ tư lệnh lực lượng liên quân Anh Richard Barons. Trả lời phỏng vấn BBC hồi tháng 4, ông Barros nói rằng Ukraine có thể thua trong năm 2024. Đây có thể là cách ông hối thúc phương Tây nhanh chóng viện trợ thêm cho Ukraine. Tuy nhiên, việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg công khai thừa nhận rằng để chấm dứt chiến sự, Ukraine sẽ phải đàm phán với Nga và quyết định họ sẵn sàng thực hiện những thỏa hiệp nào là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mọi việc đang diễn ra không tốt đẹp cho Ukraine. Có một số lý do để lý giải cho những đánh giá này của giới chức phương Tây. Đầu tiên là tình hình ngày càng tồi tệ ở mặt trận, nơi Ukraine thiếu cả nhân lực lẫn trang thiết bị đạn dược để giữ vững phòng tuyến trước đà tiến công của Nga. Điều này sẽ không thể xoay chuyển trong một sớm một chiều. Thứ hai, luật huy động mới của Ukraine chỉ mới được thông qua nên sẽ mất thời gian để huấn luyện, triển khai và hội nhập lực lượng quân sự mới ở mặt trận. Thứ ba, nền kinh tế Nga đã có khả năng phục hồi trước các lệnh trừng phạt của phương Tây và chứng kiến sự tăng trưởng bất chấp xung đột. Ngoài ra, Moscow có thể tận dụng nguồn trang thiết bị lưỡng dụng từ các đối tác nước ngoài để phục vụ cho mục đích quân sự. Moscow cũng đã tự sản xuất được nhiều thiết bị và đạn dược, phần lớn trong số này được thực hiện tại các cơ sở nằm ngoài tầm với của vũ khí Ukraine. Điều này không có nghĩa là mọi việc đều ổn với nguồn cung cấp của Nga, nhưng chắc chắn chúng vượt trội hơn những gì Ukraine có thể tự mình xoay sở khi không có sự hỗ trợ của phương Tây. Lợi thế này đã cho phép Nga áp dụng chiến lược nghiền nát hệ thống phòng thủ của Ukraine dọc theo các mặt trận trải dài hơn 1.000 km, đặc biệt ở vùng Donbass, miền đông nước này, nơi Nga liên tục tăng cường sức ép lên lực lượng Ukraine trong những tháng gần đây. Hiện tại, Nga cũng đang tập trung đáng kể lực lượng cho mũi tấn công khai Đông Bắc Ukraine kể từ đầu tháng 5, theo các nhà phân tích. Quân số 100.000 đến 120.000 người không đủ để Nga tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới quy mô lớn nhằm bao vây hay là kiểm soát hoàn toàn Kharkov. Tuy nhiên, quân số này đủ để Nga trói chân một số lượng lớn lực lượng Ukraine khiến vòng tuyến của Ukraine ở những nơi khác vốn mỏng, càng thêm mỏng và dễ tổn thương. Giới chuyên gia cho rằng Nga khó đạt được bước tiến lớn ở Kharkov, nhưng cuộc tấn công của họ hiện nay là một phần trong nỗ lực thăm dò điểm yếu trên hệ thống phòng thủ Ukraine, mở đường cho một cuộc tấn công lớn hơn vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Trong bối cảnh này, điều quan trọng cần nhớ là các mục tiêu tổng thể mà Nga đã tuyên bố. Việc kiểm soát phần còn lại của khu vực Donetsk sẽ là bước đầu tiên của Nga và tạo cơ sở cho những bước tiến tiếp theo ở khu vực Zaporizhia và Kherson, miền nam Ukraine. Việc Ukraine rút quân khỏi các vị trí phòng thủ tốt hơn khỏi tiền tuyến hiện tại ở Donbass sẽ khiến mục tiêu trước đây kiểm soát toàn bộ Donbass trở nên khả thi hơn đối với Nga. Liệu điều này có xảy ra hay không sẽ phụ thuộc đáng kể vào hình thức hỗ trợ của phương Tây sắp tới và trong thời gian bao lâu. Conor E. Jones, nhà khoa học chính trị Mỹ cho rằng phương Tây buộc phải đi đến một kết luận khó khăn là cửa sổ quyết định đang đóng lại nhanh chóng và họ phải thừa nhận rằng Ukraine đang mất dần lợi thế trên chiến trường. Khi cơ hội thành công của Ukraine suy giảm, phương Tây đứng trước ba lựa chọn khó khăn. Một là tăng cường viện trợ cho Ukraine. Hai, đẩy ký ép vào những nhượng bộ khó khăn trên bàn đàm phán. Ba là trực tiếp tham gia cuộc chiến, thay cho Ukraine. Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine đã đóng băng viện trợ cho Ukraine suốt nhiều tháng do bất đồng tại quốc hội. Không ít chính khách Mỹ cho rằng chiến trường Ukraine sẽ tiếp tục đình trệ bất kể Washington có hành động hay không. Tuy nhiên họ đã sai, trong khoảng thời gian đó, Nga đã đạt được những bước tiến và bắt đầu khôi phục khả năng cơ động trên chiến trường do sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Ukraine không thể giữ vững các phòng tuyến hiện tại nếu Mỹ không nhanh chóng cung cấp trang thiết bị quân sự, mặc dù Quốc hội cuối cùng đã thông qua gói viện trợ bổ sung trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Thiếu các tổ hợp phòng không đã khiến các đơn vị tiền tuyến của Ukraine phải đối mặt với máy bay Nga lần đầu tiên thả hàng nghìn quả bom vào các vị trí phòng thủ của Kiev. Tình trạng thiếu pháo binh Ukraine đang cho phép quân Nga sử dụng các đoàn xe bọc thép mà không phải chịu tổn thất nặng nề như ở giai đoạn đầu xung đột. Nga đang tận dụng lợi thế của mình và tiến chậm nhưng đều đặn trên một số khu vực của mặt trận. Kể từ đầu năm đến nay, lực lượng Nga đã kiểm soát thêm khoảng 600 km vuông lãnh thổ ở Ukraine. Đa tiến công của Nga khiến Mỹ và các đồng minh nhận thức rằng việc tiếp tục trì hoãn hoặc là ngừng hỗ trợ quân sự của phương Tây giúp Nga có được những bước tiến to lớn vào cuối năm 2024 và 2025 và cuối cùng là chiến thắng của Nga. Nếu Nga đánh bại Ukraine, nguy cơ Nga tấn công vào NATO trong tương lai gần sẽ tăng đáng kể khi đó thách thức bảo vệ các nước vùng Baltic nói riêng có thể trở nên gần như là không thể vượt qua. Những rủi ro và tổn thất dài hạn này vượt xa cái giá ngắn hạn của việc nối lại viện trợ cho Ukraine. Nga giành chiến thắng ở Ukraine sẽ là một đòn giáng mạnh vào phòng thủ của NATO, đặc biệt với các nước thành viên ở sườn Đông Bắc. Ngược lại, thành công của Ukraine, dù chỉ là giữ vững tiền tuyến ở vị trí hiện tại, sẽ khiến một cuộc tấn công thành công của Nga vào Ba Lan hoặc là các nước vùng Baltic trở nên khó khăn và rủi ro hơn nhiều. Kết quả lạc quan nhất là các nước phương Tây nhanh chóng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sự hỗ trợ này bao gồm đạn dược, các hệ thống phòng không, xe bọc thép và UAV. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp quốc phòng của phương Tây, đặc biệt ở châu Âu, cũng cần chuyển sang chế độ thời chiến tương tự Nga. Trên cơ sở đó, tình hình dọc tiền tuyến có thể ổn định và bất kỳ động thái tấn công nào mà Nga sẽ không đạt được nhiều bước tiến mới. Kết quả này sẽ tạo ra một vị thế được cải thiện đôi chút cho Ukraine. Trường hợp xấu nhất sẽ là sự sụp đổ của một số khu vực trên tiền tuyến. Điều này sẽ tạo điều kiện cho Nga giành được nhiều bước tiến hơn nữa. Mặc dù không hẳn khả năng đó xảy ra ở thời điểm hiện tại, nhưng nếu xảy ra, đó sẽ là một vấn đề lớn đối với tinh thần chiến đấu của Ukraine. Việc này cũng sẽ khiến những người có quan điểm hoài nghi ở phương Tây thúc đẩy Ukraine bước vào đàm phán, khi nước này đang ở thế yếu, ngay cả khi gần 3 phần tư người Ukraine cởi mở với ý tưởng đàm phán. Do đó, kết quả tồi tệ nhất không phải là Moscow giành được Kiev, mà là sự thất bại quân sự của Ukraine về mọi mặt. Một cuộc tấn công lớn của Nga vào mùa hè nếu thành công sẽ buộc Kiev phải thỏa hiệp. Ngoài thất bại với Ukraine, điều đó còn đồng nghĩa với sự bẽ mặt của phương Tây và có khả năng phá vỡ hoàn toàn mặt trận tương đối thống nhất ủng hộ Ukraine, từ đó tăng cường thêm sức mạnh cho Điện Kremlin. Đà tiến công của Nga đặc biệt trong vài tuần trở lại đây ở Kharkov dường như đang khiến một đồng minh phương Tây thay đổi quan điểm về sử dụng vũ khí viện trợ đối với Ukraine. Những tranh luận gần đây của giới chức phương Tây xoay quanh các vấn đề vốn bị coi là cấm kỵ hay làn danh đỏ như đưa quân đến Ukraine, cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần khẳng định quan điểm Pháp để ngỏ đưa quân vào Ukraine trong trường hợp nhất định. Quan điểm này của ông vấp phải sự phản đối của các đồng minh như là Mỹ, Đức, song lại nhận được sự ủng hộ của một số thành viên NATO như là Estonia. Khi những bất đồng về ý tưởng đưa quân đến Ukraine chưa lắng xuống, phương Tây tiếp tục gây tranh cãi về phương án cởi trói cho vũ khí phương Tây ở Ukraine hay cho phép Ukraine tự quyết định sử dụng vũ khí phương Tây như thế nào bao gồm cả tập kích vào lãnh thổ Nga. Kể từ đầu cuộc chiến, các đồng minh vẫn yêu cầu Kiev không được tấn công lãnh thổ Nga để tránh nguy cơ leo thang với một cường quốc hạt nhân. Nói cách khác, Ukraine chỉ được quyền dùng vũ khí viện trợ của phương Tây tự vệ, chứ không được tấn công Nga. Tuy nhiên, làn danh đỏ đó dường như bắt đầu mờ nhạt dần. Đầu tháng năm này, Anh đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga nếu cần thiết. Ba Lan, Lithuania bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm này tiếp đó mỹ cũng cho thấy đang thay đổi lập trường dù không rõ ràng như anh trong chuyến thăm kiev hôm 15 tháng 5 ngoại trưởng mỹ anthony blinken nói chúng tôi không khuyến khích hay là tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên ngoài ukraine nhưng chính ukraine quyết định về cách thức tiến hành cuộc chiến này một số nghị sĩ ở mỹ pháp cho rằng chính phủ các nước này nên ra quyết định rõ ràng tương tự anh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson cho biết nước này đồng ý để Ukraine sử dụng vũ khí do Stockholm viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước cũng nêu quan điểm đã đến lúc các đồng minh xem xét có nên dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng nguồn vũ khí do phương Tây viện trợ hay không, đặc biệt trong bối cảnh giao tranh ác liệt ở Kharkov gần biên giới Nga. Việc không cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga khiến Kiev gặp khó khăn trong nỗ lực tự vệ. Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ ý tưởng các thành viên NATO có thể sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Ông cũng phản đối triển khai lực lượng tác chiến NATO ở Ukraine. Ông nói, chúng tôi không có ý định gửi quân bộ binh của NATO vào Ukraine, chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột sử dụng các loại vũ khí tầm xa hiện đại do các đồng minh phương Tây cung cấp sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu xuyên biên giới ở Nga. Điều này sẽ giúp các nhà hoạch định quân sự của Kiev định hình chiến trường rộng lớn hơn theo hướng có lợi cho họ. Hiện tại, Nga vẫn có thể tập trung lực lượng và tiếp tế một cách tương đối là an toàn do nằm gần các cơ sở và tầm quan trọng như là căn cứ không quân và tiếp tế, ngay bên kia biên giới tuy nhiên nếu phương tây cởi trói những quy định các cuộc tập kích xuyên biên giới của ukraine có thể buộc nga phải rút bớt nguồn lực khỏi tiền tuyến về lãnh thổ để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng chưa có sự thay đổi chính sách chính thức nào nhưng việc loại bỏ hạn chế đối với việc ukraine sử dụng vũ khí viện trợ sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc xung đột nga ukraine Bất chấp tất cả những trở ngại trong năm qua, Kiev phần lớn vẫn tuân thủ hạn chế do đồng minh yêu cầu vì lo ngại những vi phạm, dù nhỏ, có thể khiến Ukraine mất nguồn viện trợ. Việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga có thể mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể cho Ukraine, nhưng nó cũng sẽ kéo theo những rủi ro địa chính trị khó lường buộc Kiev và phương Tây cần cân nhắc kỹ lưỡng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nêu rõ, một lần nữa chúng tôi muốn cảnh báo rõ ràng với Washington, London, Brussels và các thủ đô phương Tây khác, cũng như Kiev, nơi nằm dưới sự kiểm soát của họ, rằng họ đang đùa với lửa. Nga sẽ không để yên cho những hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình mà không bị đáp trả. Các nhà phân tích cho rằng phương Tây không nên coi nhẹ những cảnh báo đáp trả hạt nhân của Nga, đặc biệt nếu Nga coi các cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của họ là một mối đe dọa hiện hữu. Học thuyết quân sự của Nga cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu trường hợp này xảy ra. Đêm ngày 31 tháng 5 dạng sáng ngày 1 tháng 6, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và năng lượng ở các thành phố lớn của Kenya, trong đó bao gồm thành phố Chi, vùng Lviv. Báo cáo ban đầu cho biết, quân đội Nga đã thực hiện 4 cuộc tấn công vào khu vực này. Cuộc tấn công đầu tiên đã nhắm vào căn cứ không quân Chi-i, nơi được cho là sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Cuộc tấn công thứ hai nhằm vào các nhà kho của một tiểu đoàn công binh. Theo ghi nhận, sau khi các nhà kho bị tấn công, một vụ nổ mạnh đã xảy ra có thể nghe thấy nổ ở khoảng cách nhiều km. Mục tiêu của cuộc tấn công thứ ba là nhà máy sửa chữa ô tô. Nguồn tin từ lực lượng ngầm tiết lộ, nhà máy này thực chất là nơi chứa các thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Mục tiêu thứ tư là tiểu đoàn Lviv thuộc lữ đoàn phòng không kỹ thuật vô tuyến đóng gần sân bay. Tiểu đoàn này đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho lực lượng phòng không Ukraine trong khu vực. Đây là lần thứ hai quân đội Nga tấn công vào các sân bay quân sự được cho là sẽ dành cho F-16 của Ukraine. Cuộc tấn công trước đó diễn ra vào ngày 8 tháng 5 khiến sân bay Chi hứng chịu nhiều thiệt hại. Tuần trước, Nga tấn công vào sân bay Sado-Konstantinov thuộc vùng Khmernitsy, Sân bay Sado Konstantinov cũng là một trong những căn cứ trọng điểm của Ukraine có thể triển khai máy bay chiến đấu F-16. Trong khu vực sân bay này còn có kho bom, bãi huấn luyện và trạm biến áp điện. Ukraine dự kiến sẽ nhận được tiêm kích f 16 đầu tiên từ đồng minh vào mùa hè. Những máy bay chiến đấu này được cho là đóng vai trò then chốt trong hoạt động phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Trong số những nước cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine, hiện có hai quốc gia đã chấp thuận để kiev sử dụng mẫu tiêm kích này tiến hành các cuộc tấn công vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Hôm 30 tháng 5, khi được phóng viên hỏi rằng liệu Đan Mạch có cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 do Đan Mạch cung cấp để tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga hay không, Ngoại trưởng lars Rasmussen đáp câu trả lời ngắn gọn là có. Đây không phải là một quan điểm mới, nó là một phần của gói viện trợ. Khi thảo luận với Ủy ban đối ngoại tại Quốc hội Đan Mạch, chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng việc tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga là biện pháp tự vệ của Ukraine. Hà Lan cũng không phản đối việc Ukraine sử dụng F-16 do quốc gia này cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga như một biện pháp tự vệ. Không có giới hạn sử dụng vũ khí đối với quyền tự vệ, Copenhagen đánh giá điều này phù hợp với quy tắc. Ngoại trưởng Hà Lan Hanki Bruselot bình luận hôm 1 tháng 6. Ukraine hiện đang đầu tư nguồn lực đáng kể vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như sân bay, đường băng tiêu chuẩn cao, các trạm radar, cơ sở báo trì và kho chứa tên lửa. Kiev thậm chí xây dựng cả bong ke và kho chứa dưới lòng đất tại các sân bay để bảo vệ tiêm kích F-16. Đại tá đã nghỉ hưu của Nga Viktor Litovkin từng cảnh báo rằng nếu Ukraine xây dựng sân bay và cơ sở hỗ trợ cho máy bay F-16 do phương Tây cung cấp, Moscow sẽ nhắm mục tiêu và phá hủy các cơ sở đó. Ông cho biết thêm, Nga sẽ thận trọng chờ đợi cho đến khi công trình xây dựng đủ tiến triển để tiến hành các cuộc tấn công. Nga dường như có thông tin tình báo chính xác về vị trí của các đường băng F-16 mới được Ukraine xây dựng. Moscow được biết đến với khả năng giám sát không gian tiên tiến. Họ có thể tận dụng điều này để tạo lợi thế cho mình. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng. Nếu Nga phá hủy tất cả các đường băng đang được xây dựng, F-16 của Ukraine sẽ cất cánh từ đâu? Trong hơn hai năm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát các nước phương Tây đã nhiều lần vượt danh giới đỏ trong việc viện trợ cho Kiev. Xe tăng cũng như là tên lửa tầm xa, thông tin tình báo, máy bay chiến đấu và thậm chí cả việc sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đều từng là những điều cấm kỵ, nhưng tất cả những rào cản này đã lần lượt bị phá vỡ. Tại cuộc phỏng vấn của hãng thông tấn Fox News phát sóng hôm 2 tháng 6, khi được hỏi về các án phạt có thể phải gánh chịu, ông Trump đáp, tôi ổn với điều đó, Hôm nọ, tôi thấy một trong các luật sư của mình phát biểu trên truyền hình rằng Ồ oh không, bạn không muốn làm điều đó với cựu tổng thống đâu. Tôi nói, anh đừng cầu xin bất cứ điều gì. Tuy nhiên ông Trump nhấn mạnh, tôi không nghĩ công chúng sẽ chịu đựng việc đó, tôi không chắc công chúng sẽ ủng hộ điều này. Theo CNN, cựu lãnh đạo Nhà Trắng có phát biểu trên chỉ vài ngày sau khi bồi thẩm đoàn ở Tòa án Tối cao Manhattan, New York tuyên ông có tội đối với cả ba tư cáo buộc hình sự liên quan bê bối làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền che giấu mối quan hệ với ngôi sao phim người lớn Stormy Daniel trước thêm bầu cử Tổng thống năm 2016. Phán quyết khiến ông Trump trở thành cựu Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ và cũng là ứng viên Tổng thống đầu tiên của một chính đảng lớn tại nước này bị tuyên phạm tội hình sự giữa lúc đang vận động tranh cử vào Nhà Trắng. Thẩm phán John Merchant đã ấn định thời gian tuyên án ông Trump là 10 giờ miền đông nước Mỹ, tức 21 giờ Việt Nam, ngày 11 tháng 7. Theo các chuyên gia pháp lý, cựu tổng thống có thể phải lĩnh án quản chế tại gia hoặc tới 4 năm tù tại các trại giam của tiểu bang New York cho mỗi tội danh và tổng cộng tối đa là 20 năm tù giam cho mọi tội danh. Hiện tại, ông Trump vẫn được tại ngoại trong khi chờ tòa tuyên án. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, chính khách cộng hòa này tái khẳng định bản thân không làm gì sai và chỉ trích những người liên quan đến việc kết tội ông. Cựu tổng thống nhấn mạnh: "Tôi đang đấu tranh cho hiến pháp, mọi người đều hiểu." Đó là một trò lừa đảo và Đảng Cộng hòa đã đoàn kết với nhau trong vụ việc này. Họ coi đó là một hành động vũ khí hóa bộ tư pháp, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI và tất cả đều xuất phát từ Washington. Đồng thời lưu ý, so với chính bản thân ông, phiên tòa gây khó khăn hơn đối với gia đình ông. Đề cập cụ thể đến vợ mình, cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, ông Trump tiết lộ, "Cô ấy ổn, nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó khăn với cô ấy. Bạn biết đấy, cô ấy phải đọc tất cả những thứ vớ vẩn này." Khi được hỏi về khả năng tìm cách trả đũa chính trị nếu tái đắc cử Tổng thống năm nay, ông Trump bày tỏ, dù thành công nghe có vẻ tuyệt vời, nhưng cực kỳ khó khi bạn chứng kiến những gì họ đã làm. Ông Trump đã công bố kế hoạch kháng cáo phán quyết của tòa án New York. Ông nói, bản án thực sự sẽ do người dân đưa ra vào ngày tổng tuyển cử mùng 5 tháng 11 tới đây. Tổng thống Zelensky phát biểu tại đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh tại Singapore hôm 2 tháng 6. Vào những năm 1990, Ukraine đã phải gánh chịu một trong những sự lừa dối lớn nhất trong lịch sử hiện đại, khi sự đảm bảo an ninh từ các cường quốc hạt nhân để đổi lấy kho vũ khí hạt nhân đặt tại Ukraine không chuyển thành an ninh thực sự. Ngày này đúng 28 năm trước, khi Ukraine bán giao đầu đạn hạt nhân cuối cùng cho Nga theo một thỏa thuận quốc tế đa phương và chính Nga đã cố gắng xóa Ukraine khỏi bản đồ chính trị thế giới. Theo ông Zelensky, vào những năm 2000, Ukraine phải đối mặt với những hành vi xâm phạm rõ ràng đầu tiên của Nga đối với lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine cho thấy rằng không có yếu tố nào trong cấu trúc an ninh thế giới có khả năng kiềm chế Nga và buộc nước này phải tuân thủ các nguyên tắc và mục đích của Hiến trương Liên Hợp Quốc. Ông Zelensky cáo buộc Nga, vào giữa những năm 2010, Nga đã mang chiến tranh đến đất nước của chúng tôi, một cuộc chiến mà người Ukraine chúng tôi không bao giờ muốn, không kích động, và nó đã mở rộng thành một cuộc chiến nguy hiểm nhất mà châu Âu từng trải qua kể từ Thế chiến thứ hai. Đề cập tới Hội nghị hòa bình về Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ trong tháng này, ông Zelensky cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế đã xác nhận tham gia hội nghị nhà lãnh đạo ukraine cho biết thêm tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên chúng tôi sẽ giải quyết ba điểm của công thức hòa bình gồm an ninh hạt nhân an ninh lương thực và thả tù nhân chiến tranh sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình khi đa số các nước đồng ý về những nhận thức và bước đi chung các bên liên quan sẽ chuyển điều này cho nga hướng tới một kết quả tương tự sáng kiến ngũ cốc nếu những điều cơ bản này được thực hiện thì các điểm khác của công thức hòa bình cũng sẽ có tác dụng Tổng thống Zelensky nói rằng ông rất thất vọng vì một số nhà lãnh đạo thế giới vẫn chưa xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Ngoài ra, ông cũng cho rằng hiện có những nỗ lực nhằm phá vỡ hội nghị. Tổng thống Ukraine kêu gọi các quốc gia châu Á cũng tham gia hội nghị. Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine đề xuất hòa bình thông qua ngoại giao, một hình thức toàn diện và công bằng. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu và tôi mời khu vực của các bạn, các nhà lãnh đạo và các quốc gia của các bạn tham gia. Để người dân của các bạn tham gia vào các vấn đề toàn cầu này và bằng cách đoàn kết chống lại một cuộc chiến tranh, chúng tôi tạo ra cho thế giới một trải nghiệm thực sự, trải nghiệm vượt qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào và trải nghiệm về việc ngoại giao thực sự hiệu quả. Thụy Sĩ đầu tháng này xác nhận đã gửi thư mời hơn 100 quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine vào ngày 15 tới ngày 16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bujengstock, tuy nhiên Nga không được mời tham dự. Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, hội nghị nhằm tạo ra khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Sự kiện được tổ chức theo lời đề nghị của Kiev và xoay quanh thảo luận công thức hòa bình của Ukraine. Công thức hòa bình được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra cuối năm 2022. Đây là một bản đề xuất gồm 10 điểm, trong đó có các yêu cầu như Nga phải rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Về phía Nga, giới chức nước này tuyên bố bất cứ đàm phán nào về hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Nga đều vô nghĩa. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Trung Quốc có thể sắp xếp một hội nghị hòa bình trong đó có Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 31 tháng 5 cho biết Trung Quốc sẽ không tham dự hội nghị hòa bình Ukraine vì hội nghị này không đáp ứng được kỳ vọng của Bắc Kinh. Theo đài phát thanh quốc tế Đức Deutsche Welle, gọi tắt là DW, vào ngày 31 tháng 5, khi Nga càng tấn công Ukraine, áp lực lên phương Tây càng lớn. Một số quốc gia NATO đang thúc đẩy việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Những quốc gia khác có thể triển khai cố vấn quân sự, ngay cả vùng cấm bay cũng đang được đưa ra bàn thảo. Đây dường như là một khoảnh khắc bước ngoặt trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức hồi đầu tuần này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng ý về việc Ukraine được phép tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng vũ khí phương Tây. Thủ tướng Đức Olaf Scholz không phản đối và nhấn mạnh luật pháp quốc tế cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã bày tỏ sự ủng hộ cùng với đại diện chính phủ từ Anh, Ba Lan và các nước vùng Baltic. Mỹ cho đến nay vẫn phản đối điều này với lý do lo ngại leo thang. Trong các chuyến thăm đến một số nước châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tăng cường thúc đẩy nhằm phá bỏ điều cấm kỵ này. Quân đội Ukraine dường như ngày càng yếu đi, một phần vì Mỹ đã không giao vũ khí trong nhiều tháng. Ở phía đông bắc Ukraine, gần biên giới Nga, các lực lượng của Moscow đang tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, hàng ngày. Quân đội Nga đã giành được một số bước tiến, và theo báo cáo của Ukraine, Moscow đang tập hợp lực lượng cho một cuộc tấn công tiềm năng lớn hơn trong thời gian tới. Cho đến nay, Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận bằng vũ khí của riêng mình. Vũ khí phương Tây chỉ được sử dụng để chống lại các lực lượng Nga trên các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine và trên bán đảo Crimea. Đại tá Yaroslav Matisek của không quân Mỹ và là giáo sư tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ nêu quan điểm Ukraine không thể bảo vệ các thành phố như Kharkov nếu không sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các mục tiêu nằm trong biên giới Nga. Ông Matissek nói với DW rằng việc cho phép Nga có nơi trú ẩn an toàn trên lãnh thổ của mình chỉ đơn giản là một chiến lược quân sự tồi tệ. Có nhiều điều cấm kỵ hơn, nguy cơ bị phá vỡ trong vấn đề này. Sự hiện diện của binh sĩ từ một số nước NATO ở Ukraine giờ đây không còn là điều không thể tưởng tượng được. Theo tướng Oleksandr Shishke, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông đã ký những văn bản liên quan đến các cố vấn quân sự người Pháp. Theo vị tướng này, họ có thể đến sớm để thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine. Ông nói về một dự án đầy tham vọng và hy vọng các đối tác khác sẽ làm theo. Pháp ban đầu đã làm dịu thông điệp của tướng Zizky. Hai bên đang tiến hành đàm phán theo phương tiện truyền thông từ Paris. Tổng thống Macron thông báo rằng ông sẽ trình bày kế hoạch cử cố vấn quân sự vào tuần tới. Chuyên gia chính sách đối ngoại người Pháp Nicolas Tenzer nói với DW, có lẽ Pháp đã sẵn sàng làm điều đó. Các cố vấn quân sự Pháp có thể được cử đến các địa điểm như Lviv hoặc Kyiv. Nếu Pháp thực sự phái cố vấn quân sự đến Ukraine, nước này có thể không đơn độc. Ba Lan và các nước vùng Baltic cũng không ngoại trừ khả năng này. Hồi tháng 2 vừa qua, ông Macron gây xôn xao dư luận khi là nguyên thủ quốc gia phương Tây đầu tiên không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine. Trước thời điểm đó, vấn đề này được coi là danh giới đỏ đối với cả Nga và phương Tây. Đầu tháng 5, Tổng thống Macron tái khẳng định quan điểm của mình. Theo ông Macron, nếu Nga đột phá thành công và Ukraine yêu cầu quân đội phương Tây đến giải cứu, họ sẽ phải cân nhắc. Tuy nhiên, cho đến nay, Tổng thống Zelensky vẫn chưa đưa ra yêu cầu như vậy. Tờ New York Times đăng tiêu đề một bài viết vào giữa tháng 5, khi Nga đạt được bước tiến, NATO sẽ xem xét gửi cố vấn quân sự đến Ukraine. Theo tờ báo, điều này sẽ cho phép chính phủ Ukraine huấn luyện những binh sĩ mới được quy động khẩn cấp nhanh hơn trước và triển khai họ ở mặt trận. Nhưng vấn đề chính dường như là không có cuộc giao chiến trực tiếp giữa quân phương Tây và binh sĩ Nga. Đại tá Matisek cho rằng việc cử cố vấn quân sự là dễ dàng và khả thi. Tôi nghĩ các nước phương Tây có thể dễ dàng đưa vài nghìn nhân viên đến Lviv như một phần của đơn vị huấn luyện. Gợi ý rằng Liên minh châu Âu đã tiến hành một sứ mệnh đào tạo như vậy ở các nước EU và trong tương lai có thể tiến hành những khóa đào tạo như vậy ở Ukraine. Ông Matisek còn đề xuất tiến xa hơn nữa, các nước phương Tây có thể đóng quân dọc biên giới Ukraine và đến tận bờ sông lớn nhất Ukraine, Dnipro. Ông Matisek giải thích, tôi nghĩ rằng điều này gửi một tín hiệu rất rõ ràng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây sẽ không chấp nhận việc Nga tiếp tục giành quyền kiểm soát lãnh thổ của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chính trị và quốc phòng phản đối những ý tưởng như vậy. Một số cáo buộc Tổng thống Macron và những người ủng hộ ông đã vạch trần sự chia rẽ và phân chia các giới tuyến ở châu Âu. Một vùng cấm bay hạn chế theo ông Matyas, nếu phương Tây gửi quân đến Ukraine, điều này cũng có nghĩa là sẽ cần nhiều hệ thống phòng không hơn để bảo vệ họ. ở Đức, một số chính trị gia và chuyên gia thậm chí còn chủ trương cho rằng các nước NATO có thể bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Nga trên lãnh thổ phía tây Ukraine từ chính lãnh thổ của họ. Vào đầu tháng 5, các thành viên quốc hội Đức đã tỏ ra cởi mở về kế hoạch này. Theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, đề xuất này bắt nguồn từ Nikolaj, chuyên gia tại hội nghị An ninh Munich. Mục đích của kế hoạch này là bảo vệ bầu trời phía tây Ukraine với chiều sâu lên tới 70 km bằng những hệ thống phòng không đạt ở các nước như Ba Lan. Đây thực sự sẽ là một vùng cấm bay hạn chế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối bất kỳ sự tham gia nào của NATO và đã chỉ trích những ý tưởng như vậy. Một số nhà quan sát ở phương Tây cho biết một vùng cấm bay hạn chế có thể sẽ đặc biệt khó thực hiện. Cho đến nay, chưa có nguyên thủ quốc gia nào của NATO lên tiếng ủng hộ điều này về phần mình nga đã cảnh báo rằng binh sĩ phương tây ở ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công của nga moscow gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự với vũ khí hạt nhân chiến thuật biện minh cho động thái này bằng cách tuyên bố rằng các nước phương tây có thể gửi binh lính đến ukraine và cho phép kiev tấn công lãnh thổ nga bằng vũ khí của họ Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, chính quyền của ông Biden đã lập luận rằng việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí Mỹ là quá rủi ro. Họ lo ngại một cuộc tấn công lớn của Ukraine có thể gây ra xung đột trực tiếp với Nga. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết quyết định nới lỏng mới có hiệu lực từ hôm 30 tháng 5 cho phép Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để bán trả các lực lượng Nga tấn công họ hoặc chuẩn bị tấn công họ từ bên kia biên giới, giáp vùng Kharkiv. Nhận định về động thái của Mỹ, ông Mykola Bieliskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine cho biết điều này có thể ổn định trên tuyến và tạo điều kiện để đẩy lùi lực lượng Nga khỏi khu vực Kharkiv trước khi họ tiến vào theo các chuyên gia, các loại vũ khí Mỹ mà Ukraine đã được Mỹ bật đèn xanh sử dụng để tấn công vào Nga, bao gồm hỏa thần HIMARS. Ông Philip Ingram, cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh cho biết quyết định của ông Biden sẽ giúp Kiev giảm bớt việc phải rút quân khỏi các mặt trận quan trọng ở khu vực phía đông Donbass. Ông nói rằng Nga đang yếu thế và sẽ phải suy nghĩ lại về các chiến thuật mà họ đã sử dụng trong cuộc tấn công vào Kharkiv. Ông Dobli, thành viên cấp cao tại chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, lập luận, Nga đã lợi dụng hạn chế của Mỹ trước đó như một thiên đường trú ẩn để tiến hành các cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv, nơi chỉ cách biên giới Nga 30 km. Nga có thể duy trì pháo binh ngay bên kia biên giới. Họ có thể duy trì hệ thống phòng không, tác chiến điện tử, chỉ huy và kiểm soát ở đó, ông Lee nói. Dù vậy, ông Lee và các chuyên gia khác cho rằng giờ đây Nga gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục mô hình tấn công xuyên biên giới này. Ông Inkaram nói thêm Nga thiếu lực lượng để tấn công mạnh vào Kharkiv. Chưa tới một ngày sau quyết định mới nhất của Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31 tháng 5 nói với tờ The Guardian rằng ông đang kêu gọi Mỹ chấp thuận để Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Mark Gansian, cựu sĩ quan Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định quyết định của ông Biden mới là bước đầu tiên. Phía Ukraine sẽ yêu cầu bước tiếp theo tấn công một nhóm mục tiêu, bao gồm ở các khu vực khác ngoài Kharkiv, ông nói. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 31 tháng 5 từ chối cho biết liệu chính quyền ông Biden có khả năng mở rộng chính sách cho phép tấn công những nơi khác ở Nga hay không. Tuy nhiên, ông cũng không loại trừ điều đó trên hướng kharkov giao tranh vẫn tiếp diễn ở volchans quân đội ukraine chịu tổn thất nặng nề khi đưa lực lượng dự bị mới vào trận chiến binh lính ukraine ngày càng khó rút lui về phía nam qua sông volchia đặc biệt là khi cây cầu cuối cùng bắc qua sông đã bị phá hủy xét đến ưu thế về số lượng của nga với ukraine việc duy trì lực lượng dự bị có vẻ phù hợp hơn tại lipsi binh lính ukraine cố gắng phát động một cuộc phản công nhưng cho đến nay chiến tuyến vẫn không có biến động trên hướng Atiyomos, băng mất, cuộc tấn công vào thành phố Chasovya vẫn tiếp tục. Tại đây, lính dù Nga liên tục tấn công tiến về phía trước. Có những trận chiến khốc liệt bên trong khu vực kênh đầu mà lính Ukraine đã biến thành pháo đài. Lực lượng đầu bộ của quân đội Nga với sự yểm trợ của xe bọc thép, xe tăng, pháo binh và lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã đánh bật quân đội Ukraine. Từ phía Nam và phía Bắc, quân đội Nga vượt qua kênh đào và chen vào hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine. Trên hướng Avdiivskoye, quân đội Nga đang mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ gần Umansky và Nitelovo. Sau đó, khi binh lính Ukraine rút lui về Kalovka, lính pháo binh Nga phá hủy các địa điểm cố thủ của Ukraine trên các lối vào làng, vẫn chưa có cuộc tấn công nào vào Kalovka. Gần đó, binh lính của quân đội Nga đang tiến đến vùng ngoại ô Yasnobrodovka, nhưng tại đây Ukraine vẫn đang chống trả, bất chấp việc quân đội Nga đã cắt đứt con đường tiếp tế cho quân Ukraine từ phía Nam và phía Bắc tên lửa và máy bay không người lái của Nga vào ban đêm đã làm suy yếu nghiêm trọng cơ sở tầng của Ukraine. Đây là cuộc tấn công lớn thứ sáu vào các nhà máy nhiệt điện của Ukraine trong vòng hai tháng rưỡi. Các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy năng lượng được ghi nhận ở ba khu vực Dnipropetrovsk, Kirovograd và ivano frankivsk có bằng chứng cho thấy hai nhà máy điện bị trúng đạn, thiết bị ở đó bị hư hỏng nặng. Quân đội Nga cũng tấn công một sân bay quân sự ở se vùng Lviv. Từ 4 giờ sáng đã có 4 tới 5 lượt tấn công, người ta nghe thấy tiếng nổ tại sân bay quân sự Chi, nơi lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị tiếp nhận F-16 của Mỹ. Gần đó cũng có nhà kho của cựu tiểu đoàn công binh, theo người dân địa phương đã xảy ra một vụ nổ rất mạnh, một đòn khác giáng vào nhà máy sửa chữa ô tô Chi. Trong tuần trước, thiết bị phương Tây đã được đưa vào kho ở đây. Một cuộc tấn công khác diễn ra tại một sân bay ở ngoại ô Duliba, nơi có tiểu đoàn Lvov của lữ đoàn phòng không kỹ thuật vô tuyến Ukraine gây thương vong. Kênh Suri ra đưa tin, trên mặt trận Lugansk, quân đội Nga tiếp tục tiến dọc tiền tuyến, cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine, tiếp cận Mia Soharivka, Stenmarivka và Andriivka. Họ đã giành được những thắng lợi tuy nhỏ nhưng quan trọng. Kênh Rai 3 tóm lược các diễn biến chiến sự Ukraine quan trọng trong ngày 1 tháng 6. Các lực lượng Nga một lần nữa thực hiện cuộc tấn công tổng hợp vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine ở khu vực Lvov và Vinnytsia. Các nhà máy điện Prustin TPP và Donetsk HPP-1 được cho là đã bị tấn công, dẫn đến tình trạng mất điện khẩn cấp trên toàn quốc. Trên hướng Slobokansky, Kharkov, giao tranh ác liệt tiếp diễn ở phía bắc Lipsky và ở Volchansk, nơi Ukraine đang triển khai lực lượng dự bị. Trên hướng Bakhmut, lực lượng Moscow đang tấn công vùng ngoại ô phía đông Chasovia đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía nam Krasne. Trên hướng Adipka, quân đội Nga đang tiến vào khu vực Solovyovo, Semenovka và Umansky, tấn công các tuyến đường tiếp tế của đối phương ở phía sau. Trên hướng Donetsk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở Krasnogorivka, xung quanh tòa nhà hành chính thành phố, nơi đã bị quân xung kích Nga chiếm giữ một ngày trước đó. Trên hướng Zaporizhia, các cuộc đụng độ ác liệt tiếp tục diễn ra ở Urohene, và Staromayoske. Ngoài ra còn có những dấu hiệu đầu tiên về việc kích hoạt mặt trận phía Bắc Nesteriansky sau một thời gian dài. Kênh Rituka cho biết, trên mặt trận Kharkov, Ukraine liên tục điều quân tăng viện, nhưng dường như các đơn vị vừa chân ướt chân giáo cơ động đến đã lập tức bị Nga tập kích. Mọi sự chú ý ở khu vực Kharkov đều tập trung vào trận chiến giành Volchansk. Để duy trì hình ảnh của lực lượng Kiev, các đơn vị có sức chiến đấu mạnh mẽ và năng động nhất đã được tập trung tại đây. Điều này làm phức tạp đáng kể nhiệm vụ chiếm thành phố và tiến về phía trước của quân đội Nga. Theo phía Ukraine, thành phố này gần như đã bị xóa sổ khỏi bề mặt trái đất. Lực lượng Moscow đang đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương bằng giao tranh ác liệt và tiêu diệt các đơn vị đối phương mới, nhưng ngày càng có nhiều đơn vị Kiev tiếp cận. Chừng nào lực lượng giữ trữ Ukraine chưa bị tổn thất nặng, chúng ta không nên mong đợi những tiến bộ đáng kể của Nga. Tuy nhiên, Lực lượng Moscow đã hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề, đó là vừa dần dần thiết lập vùng đệm, vừa thu hút và giam chân hàng loạt đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine tại Kharkov, mở ra cơ hội cho các mặt trận khác giành chiến thắng. Cụm quân miền Bắc của Moscow đang gây áp lực dọc toàn bộ biên giới và dùng toàn lực đẩy lùi đối phương. Máy bay không người lái FPV vốn đã trở thành vũ khí nguy hiểm nhất trên khu vực này, gây ra mối nguy hiểm rất lớn cho binh sĩ Nga, đang được Ukraine sử dụng ồ ạt do tầm quan trọng chiến lược của khu vực này kênh Suri đưa tin về tình hình phía đông Chasotia. Một đoạn video gần đây cho thấy, lực lượng Nga đã cố gắng đổ bộ ở phía bên kia sông. Số phận của những người lính này vẫn chưa được biết, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy cuộc đổ bộ đã thất bại. Mặt khác, quân đội Nga đã chiếm được phần lớn Kalinina, trong khi phần còn lại bị Ukraine bỏ rơi. Tuy nhiên, còn quá sớm để nói rằng thị trấn đã bị chiếm giữ, vì quân đội Ukraine vẫn kiểm soát các nhỏ kho nằm trên ngọn đồi phía Bắc để giám sát lực lượng đối phương. Trong khi đó, quân Nga tiến vào tận phía cuối của khu bảo tồn thực vật Sputky, huloboki 2 và cố gắng vượt kênh trên trục này. Ngoài ra, họ còn có thể chiếm các vị trí mới ở phía nam Ivanivsky. Kênh SGS đưa tin vị trí nổi bật ở phía tây Semenovka trên mặt trận Adipka của lực lượng Kiev, đã bị quân đội Nga loại bỏ. Binh sĩ Ukraine tháo chạy. Không quân Ukraine cho biết kể từ tối thứ Bảy ngày mùng 1 tháng 6, chuyển động của máy bay không người lái tấn công của đối phương từ hướng Nam đã được ghi lại. Lúc 23 giờ 02 không quân Ukraine báo cáo về mối đe dọa từ các UAV tấn công ở khu vực Nikolaev và Kherson. Từ 23h13 đến 23h43, hàng loạt UAV Nga được phát hiện ở Nikolaev, Odessa, Kherson, Krivolov, Donetsk. Tiếp đó, từ 0h02 đến 2h15 ngày mùng 2 tháng 6, không quân Ukraine dồn dập cảnh báo UAV Nga xuất hiện ở các hướng Odessa, Vinnytsia, Krivorov, Donetsk-Petrovsk, Kherson, Nikolaev, Vinnytsia, Kirovograd, Mikolaev, Khmelnytsky, Chekasi. Cảnh báo mới nhất phát đi vào lúc 2 giờ 30 phút, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam cho biết, UAV từ vùng Chekasi hướng về vùng Vinnytsia theo hướng tây bắc, UAV từ vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd đưa tin, đại diện của nhóm tác chiến chiến lược Kotista của quân đội Ukraina. Trung tướng Nazar Volosin cho biết, trên mặt trận Kharkov, lực lượng phòng thủ kiểm soát 70% diện tích thành phố Volchansk. Ông Volosin nói: "Bây giờ, lực lượng phòng vệ kiểm soát thành phố Volchansk khoảng 70%. Trong thành phố và các vùng lân cận diễn ra những trận chiến ác liệt với đối phương, bởi vì quân Nga ở đó không ngừng cố gắng tiến lên hoặc giành được chỗ đứng bằng các nhóm tấn công nhỏ." nhưng lực lượng phòng vệ đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn họ. Ông Volosin cũng nói thêm rằng, lực lượng phòng vệ đang kiểm soát hỏa lực đối với sông Vochia và sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn lực lượng Moscow băng qua bên kia sông. Đồng thời, theo dự án phân tích Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine, phần phía bắc của Vochansk trên thực tế đã bị pháo binh xóa sổ trong 3 tuần tấn công của Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại đáng kể đối với các tòa nhà của thành phố khoảng 50 đến 80% bị phá hủy và không thể phục hồi được. Deep State lưu ý, vẫn còn nhiều ngôi nhà ở phía nam thành phố, nhưng chúng sẽ không tồn tại được lâu với cường độ như thế này. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Seriosky lưu ý vào ngày 30 tháng 5 rằng, đối phương tiếp tục tập hợp lực lượng theo hướng tấn công chính vào Chelechia, Lysti và vùng Volchanskơ bằng cách điều động thêm các trung đoàn và lữ đoàn từ các hướng khác và từ thao trường huấn luyện Tuy nhiên, theo vị tổng tư lệnh, lực lượng này hiện không đủ cho một cuộc tấn công toàn diện và đột phá để đánh sập hàng phòng ngự Ukraine theo hướng khắc cốt. Kênh Military Summary đưa tin, sau một thời gian tạm dừng rất dài, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Chỉ sau một đêm, toàn bộ ngành năng lượng của Ukraine đã bị tàn phá nặng nề và không thể khắc phục được. Rất có thể, bằng cách này, người Nga đã đánh dấu sự chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo, cuộc tấn công mùa hè. Đồng thời, quân Nga đang tiến dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Guardian được công bố hôm 1 tháng 6, Tổng thống Zelensky bác bỏ quan điểm cho rằng Ukraine sẽ được hưởng lợi từ việc ngừng bắn. Theo ông, kịch bản này sẽ cho phép Nga tập hợp lại lực lượng và củng cố thêm sức mạnh. Ông Zelensky nhận định Nga cần nghỉ ngơi để ổn định vị thế trên chiến trường. Nga có nhiều thiết bị hơn chúng tôi, nhưng họ cũng có những thiếu sót. Họ thiếu binh lính có kinh nghiệm, đạn pháo và tên lửa. Vì vậy, việc ngừng bắn chắc chắn sẽ có lợi cho Nga, chắc chắn không phải cho chúng tôi. Theo ông Zelensky, nếu Nga có thể củng cố lại lực lượng của mình trong thời gian tạm dừng giao tranh, nước này có thể trở nên đủ mạnh để đưa ra tối hậu thư cho Ukraine như nhượng lại lãnh thổ, cam kết không tham gia các liên minh hoặc các điều kiện không mong muốn khác. Tổng thống Zelensky cảnh báo, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có được sức mạnh, ông ấy có thể đưa ra tối hậu thư buộc Ukraine công nhận tất cả các vùng lãnh thổ bị kiểm soát, đứng ngoài NATO, quên đi việc gia nhập Liên minh châu Âu. Và sẽ có nhiều điều kiện như vậy được đưa ra tùy thuộc vào sức mạnh của Nga vào thời điểm đó. Vì vậy, ngừng bắn là một cái bẫy. Tuyên bố của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ nếu được bầu làm tổng thống, song không nêu rõ các bước để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa cũng nói rằng cả Moscow và Kiev đều muốn giữ thể diện và muốn có một lối thoát. Theo ông Trump, người Ukraine có các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ ổn định khi các khu vực này trở thành một phần của Nga. Washington Post đưa tin vào tháng 4. Tổng thống Zelensky cho biết, ông không tin ông Trump muốn được nhớ đến là kẻ thua cuộc trước Nga trong cuộc chiến. Ông Zelensky đặt ra một kịch bản, trong đó ông Trump với tư cách là tổng thống Mỹ quyết định chấm dứt chiến tranh. Ông Zelensky nói thêm, bằng cách đó, thông qua đối thoại, ông ấy có thể nhận được sự xác nhận từ ông Putin rằng chiến tranh đã kết thúc và thế là xong. Khi đó, người Ukraine sẽ không chấp nhận điều này, nhưng ông ấy có thể nói, vậy thôi, tôi sẽ không viện trợ cho các bạn, không vũ khí, không tài chính. Ông ấy có thể đàm phán với một số đối tác và họ cũng có thể dừng lại việc viện trợ. Ukraine đang chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu, dự kiến sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6. Cho đến nay, khoảng 90 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này. Tổng thống Zelensky cho biết, ông hy vọng hội nghị sẽ giải quyết một số lĩnh vực quan trọng như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị trục xuất, an ninh lương thực toàn cầu và các chủ đề khác. Một trong những yếu tố then chốt của công thức hòa bình 10 điểm do ông Zelensky đưa ra là việc Nga rút hoàn toàn quân khỏi Ukraine. Tuy nhiên, Moscow không công nhận công thức này. Tờ New York Times ngày 31 tháng 5 đưa tin, chỉ một ngày sau khi các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ trong các cuộc tấn công hạn chế nhằm vào lãnh thổ Nga. Trên Internet đã xuất hiện đoạn video cho thấy một phát ngôn viên của chính phủ Mỹ thảo luận về chính sách này. Trong đoạn video, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller gợi ý rằng thành phố ben Kodot của Nga chỉ cách biên giới Ukraine 25 dặm về phía Bắc là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công theo chính sách mới. Đoạn video chiếu cảnh ông Miller phát biểu tại Bộ Ngoại giao Mỹ khi trả lời câu hỏi của một phóng viên. ben về cơ bản là không còn dân thường nào. Thực tế, tại thời điểm này, nơi đây đang tập trung rất nhiều mục tiêu quân sự và chúng tôi cũng đang nhận thấy điều tương tự bắt đầu ở các khu vực xung quanh. Ông Miller nói tiếp trong đoạn video đang lan truyền chóng mặt trên các kênh Telegram được cư dân vùng Benkodos theo dõi rộng rãi với quy mô đủ lớn để thu hút phản hồi từ các quan chức chính phủ Nga. Nga cần nhận được thông điệp rằng điều mà họ đang làm không thể chấp nhận được. Theo AnGuiti, đoạn video dài 49 giây mang lại cảm giác rất chân thực nhưng thực chất lại là đoạn video giả mạo được cắt ghép từ các cảnh quay thực tế với mục đích thao túng. NYT nhận định đây là minh họa điển hình về mối đe dọa ngày càng gia tăng của thông tin sai lệch, đặc biệt là từ các video ứng dụng công nghệ deepfake được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Các quan chức Mỹ cho biết họ không có thông tin về nguồn gốc của đoạn video, nhưng đặc biệt lo ngại một số phía có thể sử dụng những kỹ thuật tương tự để thao túng dư luận xung quanh cuộc chiến ở Ukraine. NYT nhấn mạnh các tuyên bố trong đoạn video về Ben là hoàn toàn sai sự thật cuộc sống ở vùng Benkodot, Nga đã khác xa so với mức bình thường trước đây. Các trường học chỉ hoạt động trực tuyến và coi báo động không kích được kích hoạt gần như liên tục. Người dân thường xuyên nghe thấy âm thanh từ các vụ nổ khiến nhiều tòa nhà bị hư hại và dân thường thiệt mạng. Một loạt vụ nổ vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 đã khiến 25 người ở Benkodot thiệt mạng, ít nhất 100 người bị thương. Một số khu vực gần biên giới với Ukraine đã được sơ tán. Nhiều thị trấn và làng mạc nhỏ gần biên giới thường xuyên phải hứng chịu các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh từ Ukraine. Vào cuối tháng 4 vừa qua, thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov cho biết ít nhất 120 dân thường, trong đó có 11 trẻ em, đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Ukraine. Tuy nhiên, NQT viết, 340.000 cư dân ở đây chưa được sơ tán toàn bộ, theo tờ báo Mỹ, những khẳng định sai sự thật rằng dân thường ở Benkodot đã tháo chạy và thành phố này tập trung chủ yếu mục tiêu quân sự với hàm ý phương Tây sẵn sàng hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào đó, chính là điểm bất thường cho thấy mục đích thao túng của đoạn video. Cũng trong đoạn video, ông Miller đã phản hồi lại luận điểm của một phóng viên rằng các quốc gia khác đang cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Miller nói trong đoạn video, vì vậy chúng tôi sẽ hỗ trợ các đồng minh của mình trong bất cứ điều gì họ quyết định làm và giúp một số người đang băn khoăn về việc này đưa ra lựa chọn đúng đắn. Theo NYT, thông tin này không chính xác. Trên thực tế, một số nhà lãnh đạo phương Tây đã nói rằng vũ khí của họ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu biên giới của Nga đang tạo ra mối đe dọa đối với Ukraine. Tờ báo Mỹ lưu ý, một số phương tiện truyền thông và trang tin đã đề cập tới mức độ phổ biến của đoạn video này nhưng không đề cập tới việc áo sơ mi và cà vạt của ông Miller đổi màu giữa chừng, cũng như việc các câu nói không khớp với khẩu hình của ông Miller. Trong chuyến công du cùng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Moldova và Cộng hòa Séc tuần này, ông Miller đã lên án đoạn video giả mạo. Tại cuộc họp vào ngày 31 tháng 5 ở Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, ông Blinken cùng những người đồng cấp đến từ các nước thành viên khác của NATO đã thảo luận về các hình thức tấn công phức hợp nhằm làm sói mòn hệ thống quản trị và dân chủ ở Mỹ, cũng như tại một số quốc gia đồng minh. Tạp chí Fox ngày 1 tháng 6 đưa tin, quân đội Ukraine đêm 31 tháng 5 theo giờ địa phương đã triển khai một số hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS nhắm tới thành phố Belgorod của Nga, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 32 km. Động thái trên của Kiev diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngầm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington viện trợ để tấn công hạn chế vào một số khu vực thuộc lãnh thổ Nga bên kia Kharkov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X, trước khi Ukraine chút hàng chục tên lửa có tầm bắn lên đến 300 km xuống thành phố Belgorod đêm 31 tháng 5. Đây là bước tiến đáng mừng cho phép chúng tôi bảo vệ đất nước và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga, cũng như những nỗ lực leo thang xung đột. Theo tờ báo Mỹ, hiện chưa rõ cuộc không kích của Ukraine có mức độ thiệt hại như thế nào và liệu động thái này có ảnh hưởng đến các mục tiêu quân sự hay không. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã ghi lại khoảnh khắc còi báo động vang lên và các hệ thống phòng không Nga phóng tên lửa đánh chặn trong đêm. Bộ Quốc phòng Nga hôm 1 tháng 6 cho biết, nước này đã bắn hạ 14 tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, 62 thiết bị không người lái UAV của Ukraine và 3 bom lượn Hammer do Pháp viện trợ. Bên cạnh đó, một số hình ảnh hiện trường cũng cho thấy nhiều mảnh tên lửa nằm rải rác trên mặt đất. Đồng thời, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin hôm 31 tháng 5 nói, việc Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga cho thấy mức độ Washington tham gia vào cuộc xung đột. Ngày 1 tháng 6, Mỹ đã phá hủy một máy bay không người lái drone của Houthi do Iran hậu thuẫn ở khu vực phía nam biển đỏ và báo cáo hai drone khác rơi xuống biển. Hãng tin Reuters vào ngày 2 tháng 6 đưa tin lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Centercom đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo chống hạm của Houthi khi chúng đang lao về phía tàu khu trục USS Gravely của Hải quân Mỹ. Mỹ chưa báo cáo thương tích hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công của Houthi gây ra. Trước đó, người phát ngôn lực lượng Houthi ở Yemen, Yahya Sadi, vào ngày 31 tháng 5 xác nhận nhóm này đã tấn công tên lửa vào tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower của Mỹ ở Biển Đỏ nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Anh vào Yemen. Ông Saudi khẳng định Houthi sẽ không ngần ngại đáp trả trực tiếp và ngay lập tức trước mọi hành động tấn công mới nào trên lãnh thổ Yemen. Không chỉ vậy, quân đội Mỹ hôm 31 tháng 5 xác nhận lực lượng Houthi đã phóng hai tên lửa đạn đạo chống hạm, một đơn qua vịnh Aden và bốn đơn khác trên Biển Đỏ. Hãng tin Reuters cho biết quân đội Anh và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen hôm 30 tháng 5 nhằm ngăn chặn nhóm phiên quân tiếp tục làm gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hải ở Biển Đỏ. Lực lượng Mỹ và Anh đã tấn công 13 mục tiêu trong các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023, nhóm Houthi bắt đầu tấn công các tàu được cho là liên quan đến Mỹ và Israel cùng đồng minh đi qua Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với nhóm Hamas tại giải Gaza. Theo Sputnik, sau khi nhận được thông tin trinh sát về vị trí các tiền đồn của quân Ukraine gần khu định cư Sivers ở Donetsk, các lực lượng Moscow kích hoạt hệ thống MLRS Grab để tấn công các mục tiêu, Nhà chức trách Nga tuyên bố, hỏa lực của pháo Grad đã xóa sổ các cứ điểm của đối phương chỉ trong tích tắc, hoàn thành tốt mục tiêu đã đặt ra. Thời gian chính xác diễn ra vụ tập kích không được công bố. Hòa thần Grad là khí tài do các kỹ sư Nga phát triển và bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 1963. Loại pháo phản lực này có tính cơ động cao và có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở cách xa tới 42 km. Các chuyên gia quân sự cho biết, mỗi bệ phóng Grad được trang bị 40 ống phóng 122mm được đặt trên khung gầm xe tải Uran 375D. Hệ thống có thể phóng tên lửa có dẫn đường hoặc không dẫn đường, thậm chí giải thuốc nổ lên các khu vực rộng lớn để phá hủy xe tăng phương tiện của đối phương, đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng cho sân bay, bến cảng công sự và nhiều mục tiêu khác. Theo Newsweek, Ba Lan là một thành viên NATO vốn là đồng minh chủ chốt của Kiev về cả thiết bị và huấn luyện, đã thường xuyên triển khai máy bay của mình như một biện pháp an ninh khi Moscow tăng cường tấn công tên lửa vào Ukraine. Vào tối ngày 31 tháng 5, Bộ Tư lệnh tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết họ đã phản ứng trước hoạt động hàng không tầm xa cường độ cao của Nga để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan, cảnh báo về mức độ tiếng ồn gia tăng ở phía đông nam đất nước. Một tuyên bố 3 giờ sau đó cho biết chiến dịch đã kết thúc sau một đêm dài bận rộn của toàn bộ hệ thống phòng không ở Ba Lan. Theo một bản dịch được đăng trên mạng xã hội X, cho biết một cuộc tấn công tên lửa tầm xa quy mô lớn của Liên bang Nga đã bao trùm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả các khu vực giáp biên giới Ba Lan. Các cuộc tấn công được thực hiện bằng cách sử dụng tên lửa hành trình, máy bay không người lái Shahid và tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Biển Đen. Iran đã cung cấp máy bay không người lái Shahid cho Nga, điều này đã gây ra sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng dân sự trên khắp Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 35 trong số 53 tên lửa và 46 trong số 47 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng trong đêm. Các cuộc tấn công của Nga còn bao gồm 35 tên lửa hành trình KH-101-555 được phóng từ máy bay ném bom Tupolev Tu-95 trên biển Caspian, 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M và một tên lửa hành trình Iskander-K từ Crimea. Lực lượng Nga cũng đã phóng 10 tên lửa hành trình Kalib từ phía đông bắc Biển Đen, 3 tên lửa phóng từ trên không dẫn đường KH-5969 từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Zaporizhia và 47 máy bay không người lái loại Sahit từ thị trấn Primosko Aktas của Nga. Ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuchenko cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng ở các khu vực Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovograd và Ivano-Frankivsk đã bị tấn công. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine Ditech cho biết đã có thiệt hại nghiêm trọng đối với hai nhà máy nhiệt điện của họ. Tờ Kyiv Independent đưa tin, cảnh báo trên không đã được vang lên khắp Ukraine, bao gồm các khu vực phía Tây Giáp Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia. Trong bối cảnh có mối đe dọa từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và máy bay ném bom Tu-95MS của Nga, cuộc tấn công trên không của Nga diễn ra vài ngày sau vụ đánh bom một siêu thị ở thành phố phía đông Kharkov vào ngày 25 tháng 5 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 44 người bị thương, làm tăng thêm cuộc tranh luận về việc liệu Ukraine có thể sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Mỹ được cho là đã bật đèn xanh cho Ukraine tiến hành các hoạt động tấn công này. Theo The Daily Beast, hôm thứ Sáu 31 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm đáp trả lại các báo cáo rằng các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, Đức, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Medvedev viết trên Telegram, xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ông Medvedev tuyên bố, Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát và nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy nghĩa là sự tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại chúng tôi, chứ không chỉ là sự hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Ông Medvedev tuyên bố những hành động như vậy có thể trở thành một hành động kích động chiến tranh. Ông tiếp tục tuyên bố rằng các quốc gia NATO kiểm soát vũ khí tầm xa của Ukraine hoặc gửi một đội quân tới hỗ trợ Kiev sẽ gây ra sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Ông Medvedev nhấn mạnh, Ukraine và các đồng minh NATO sẽ nhận được phản ứng đáp trả với sức mạnh hủy diệt đến mức bản thân liên minh sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho biết, nhiều quan chức nato tuyên bố rằng nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật những quả bom được thiết kế để sử dụng trên chiến trường thường có hiệu quả thấp hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược đã tính toán sai khi khẳng định rằng nga sẽ không tham gia một cuộc xung đột quân sự vượt ra khỏi biên giới ukraina ông medvedev nói thêm rằng một đánh giá sai lầm tương tự về việc nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể xảy ra ông tuyên bố Quan điểm như vậy sẽ là một sai lầm chết người. Ông Medvedev cho rằng Nga cũng có khả năng tấn công các nước thủ địch bằng vũ khí chiến lược. Quan chức Nga nói đây không phải là sự đe dọa hay lừa gạt. Đã có sự leo thang liên tục khi nói đến hỏa lực của vũ khí NATO đang được Ukraine sử dụng. Vì vậy, ngày nay không ai có thể loại trừ khả năng cuộc xung đột chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Còn khoảng 6 tuần nữa mới đến ngày 11 tháng 7, thời điểm diễn ra phiên tòa tuyên án cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniel. Truyền thông quốc tế và Mỹ nói riêng vẫn đang dành rất nhiều giấy mực để bàn luận về loạt vấn đề hậu kết án ông Trump, trong đó tâm điểm là câu chuyện tác động của vụ việc này tới cuộc đua vào Nhà Trắng. Thêm tiền, thêm nhà tài trợ. Ngày 31 tháng 5, trong bài phát biểu tại Tháp Trump ở quận Manhattan, ông Trump tuyên bố chúng tôi sẽ kháng cáo mưu đồ bất chính này. ứng viên tổng thống đảng cộng hòa cho rằng phiên tòa xét xử ông ở New York rất bất công, gọi đây là âm mưu giàn lận nhằm ngăn cản ông quay lại Nhà Trắng. chưa rõ ông Trump sẽ gặp bất lợi ra sao sau ngày 11 tháng 7, nhưng trước mắt có thể thấy ông đã được những người ủng hộ tiếp sức. ngày 31 tháng 5, chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo họ đã huy động được thêm 52,8 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp trên mạng chỉ trong vòng 24 giờ sau khi bồi thẩm đoàn ra phán quyết. Một số nhà tài trợ lớn của Đảng Cộng Hòa cho biết sẽ tiếp tục quyên góp cho chiến dịch tranh cử của ông Trump bất chấp việc ông bị kết tội. Số tiền năm 2,8 triệu đô la Mỹ là khoản tiền quyên góp khổng lồ trong một ngày đối với chiến dịch tranh cử của ông Trump. Có một chi tiết đáng chú ý là các trợ lý cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump tiết lộ hơn 1 phần 3 tổng số tiền quyên góp đến từ các nhà tài trợ mới. Bên cạnh đó, Ít nhất là trong ngắn hạn, đã có những dấu hiệu cho thấy phán quyết của tòa đang giúp đoàn kết các phe phái khác nhau trong Đảng Cộng hòa, khi các thành viên của đảng này tại Quốc hội Mỹ và tại các tiểu bang cùng bày tỏ sự ủng hộ với ứng cử viên tổng thống của Đảng mình. Theo đài ABC, phán quyết của dân Mỹ, một cuộc thăm dò của ABC News Ipsos công bố vào đầu tháng 5 cho thấy 80% người ủng hộ ông Trump cho biết họ sẽ tiếp tục ủng hộ ngay cả khi ông bị kết tội. 16% nói sẽ xem xét lại việc ủng hộ ông, nhưng chỉ 4% bày tỏ họ sẽ không còn ủng hộ ông nữa. Sau khi ông Trump bị kết tội hình sự, cuộc thăm dò của YouGov thực hiện từ ngày 30 tới 31 tháng 5 với 2.657 người trưởng thành Mỹ, cho thấy 27% số người được hỏi nói rằng phán quyết khiến họ ít có khả năng bỏ phiếu cho ông Trump, trong khi 26% nhiều khả năng sẽ bầu cho ông Trump và 39% khẳng định phán quyết không tạo ra khác biệt nào với lựa chọn của họ. Các kết quả thăm dò trên phần nào cho thấy trong cuộc đua vào nhà trắng vẫn còn lực lượng ủng hộ hùng hậu cho ông Trump, bất chấp các chướng ngại vật dọc đường đua. Theo báo New York Times, giờ đây ông Trump sẽ trải qua chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ khi đang là một người phạm tội. Công luận Mỹ sẽ theo dõi sát khi ông tranh luận với ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden về vụ kết tội này tại cuộc tranh luận đầu tiên của họ trong tháng 6, bên cạnh các vấn đề kinh tế, chính sách đối ngoại nhập cư và quyền phá thai. Sau đó sẽ là bản án vào ngày 11 tháng 7, khi ông Trump biết mình sẽ phải chịu án tù lên đến 4 năm hay là cải tạo không giam giữ. Thời điểm tuyên án diễn ra chỉ một tuần trước khi ông Trump chính thức nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, để ra tranh cử. Quá trình kháng cáo sẽ diễn ra cùng lúc với những cuộc vận động rầm rộ tại các bang chiến trường. Phán quyết thực sự sẽ được đưa ra vào ngày 5 tháng 11, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ do người dân đưa ra. Ông Trump tuyên bố khi rời phòng xử án hôm 30 tháng 5. Phe đối thủ của ông cũng đã nghĩ như vậy. Vẫn chỉ có cách duy nhất để ngăn ông Donald Trump vào phòng bầu dục, tại thủng phiếu. Ông Michael Taylor, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, bình luận hôm 30 tháng 5. Theo phát ngôn viên của Houthi, họ đã tung một đòn tấn công trực tiếp và chính xác. Hậu quả của vụ tấn công là một phần của tàu sân bay đã chìm trong biển lửa. Tuy nhiên hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh những tuyên bố này. Khả năng cao đây chỉ là sự tuyên truyền, bởi nếu thực sự tên lửa bắn trúng hàng không mẫu hạm thì chẳng thể che giấu. Đáng chú ý mới đây, có tin Iran đã cung cấp cho lực lượng Houthi tên lửa đạn đạo chống hạm tầm trung gát tiên tiến có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.800 đến 2.000 km. Điều này củng cố đáng kể tiềm năng của Houthi trong cuộc đối đầu với phương Tây và Israel trong khu vực. Việc chuyển giao những tên lửa như vậy nhấn mạnh mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Iran và Houthi nhằm làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ và các đồng minh ở Biển Đỏ. Tên lửa đạn đạo gát của Iran là vũ khí mạnh mẽ có khả năng tấn công các mục tiêu hải quân lớn ở cự ly xa đáng kể. Việc họ giao vũ khí này cho đồng minh khiến việc đảm bảo an ninh cho các tàu chiến phương Tây trong khu vực trở nên khó khăn hơn nhiều. Hành động trên cũng thể hiện sự sẵn sàng của Iran trong việc hỗ trợ trực tiếp cho đồng minh của mình bằng cách tăng cường khả năng chiến đấu của họ. Ngoài việc đối đầu với phương Tây và Israel ở Biển Đỏ, lực lượng Houthi đang tiến hành các hoạt động ở Yemen. Họ đang tích cực chống lại những người ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, củng cố vị thế của mình ở trong nước. Cơ quan an ninh của phong trào nổi dậy cho biết, họ đã bắt giữ một số đặc vụ Yemen từ một đơn vị tình báo có liên quan với chính phủ, được phương Tây công nhận ở Aden. Đơn vị này được triển khai ở phần phía tây do Houthi kiểm soát tại Yemen. Các điệp viên đã tiến hành thu thập thông tin về vị trí của các kho vũ khí và nhiều cơ sở quân sự khác. Hành động trên thể hiện trình độ tổ chức và tính hiệu quả cao của Houthi trong cuộc chiến chống lại các đối thủ trong và ngoài nước. Việc bắt giữ các đặc vụ có liên hệ với chính phủ ở Aden cho thấy năng lực tình báo của họ đủ khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ bên ngoài. Tuy nhiên cần lưu ý, lực lượng Houthi trước đó đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng dừng các cuộc tấn công tàu thương mại trên biển đỏ nếu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở giải Gaza. Ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án Tối cao Manhattan ở thành phố New York đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền mua sự im lặng của ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels trước thêm cuộc bầu cử năm 2016. Liên quan tới vấn đề này, trong một phát biểu đưa ra vào ngày 31 tháng 5, người phát ngôn điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho rằng ở Mỹ thì tất cả các phương tiện hợp pháp và bất hợp pháp đang được sử dụng để loại bỏ các đối thủ chính trị. Ông Peskov nói chúng tôi biết rằng phán quyết của tòa án vẫn chưa được công bố, nó vẫn chưa được công bố, nhưng nếu chúng ta nói về tình hình nói chung, thực tế hiển nhiên là họ đang loại bỏ các đối thủ chính trị bằng mọi biện pháp hợp pháp và bất hợp pháp, cả thế giới đều thấy điều đó một cách rõ ràng. Theo trình tự, sau khi có quyết định có bồi thẩm đoàn, thẩm phán sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng về vụ án. Dự kiến phiên tòa tuyên án ông Trump sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 tới, chỉ 3 ngày trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa. Nếu phán quyết của thẩm phán giống như quyết định của bồi thẩm đoàn, ông Trump chính thức trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị tuyên phạm tội hình sự, có thể đối mặt với bản án từ 16 tháng tới 4 năm tù. Tuy nhiên, do tuổi tác và lý lịch trong sạch, ông Trump có thể thụ án trong thời gian ngắn hơn hoặc không bị giam giữ về phía ông Trump, ngay sau khi rời phòng xử án, chính trị gia này đã chỉ trích phán quyết của tòa là không công bằng và gian lận, đồng thời lên kế hoạch kháng cáo. Hiện nay, điều mà dư luận quan tâm là phán quyết của tòa án sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Do hiến pháp Mỹ chỉ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng viên tổng thống, gồm đối tượng là công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm không có quy định nào cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử, tranh cử. Cho nên, việc tuyên án sẽ không ngăn ông Trump vận động tranh cử, thậm chí là nhậm chức Tổng thống nếu ông đắc cử. Dẫu vậy, một phán quyết có tội có thể khiến ông Trump mất đi một số phiếu bầu bởi trong các cuộc thăm dò ý kiến trước đây, nhiều cử tri cho rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho vị cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong trường hợp ông Trump bị kết tội hình sự nghiêm trọng.